Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 lây lan tại các khu công nghiệp không những khiến nỗ lực phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn do số lượng công nhân tập trung lớn mà có thể làm đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng, ảnh hưởng tới nền kinh tế. Siết chặt kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập vào khu công nghiệp là điều quan trọng hàng đầu hiện nay. Và đây cũng là câu chuyện mà chúng tôi sẽ đi sâu đề cập ở một chuyện trong ngày hôm nay. Và trước tiên sẽ là những tin tức cập nhật từ Bộ Y tế. Thưa quý vị, tính từ 12 giờ cho đến 18 giờ ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5, thì có 45 ca mắc mới, trong đó 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu là 1 ca, Sóc Trăng 4 ca và có 40 ca được ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang là 24 ca, Bắc Ninh 10 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 3 ca, Lạng Sơn 1 ca, tỉnh Hải Dương 1 ca và Vĩnh Phúc 1 ca. Như vậy là trong ngày hôm nay tổng cộng cả nước đã ghi nhận thêm 114 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh nhằm rà soát diễn biến của dịch bệnh. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đã yêu cầu hai tỉnh cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để từ đó có cơ sở truy vết và khoanh vùng dập dịch sớm nhất và chính xác nhất. Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm này, Bắc Giang đã ghi nhận 618 ca nhiễm COVID-19. Dự báo trong những ngày tới, số lượng F0 sẽ còn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, với hỗ trợ của Bộ Y tế, Học viện Quân y và Bệnh viện 103, năng lực xét nghiệm của tỉnh Bắc Giang đã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu xét nghiệm hàng ngày. Vấn đề thiếu sinh phẩm, thiếu kit test cũng đã được giải quyết. Và để đáp ứng cái số mà bệnh nhân đang có thì đáp ứng được. Nhưng mà nếu mà tới đây mà sử dụng thêm mấy cái cơ sở thu dung mới, nó công suất lớn hơn thì sẽ thiếu hai thứ. Một là thiếu trang thiết bị, hai là thiếu nhân lực y tế. Bởi vì cái nhân lực của tỉnh thì dặn chỉ đáp ứng được cho 80 cơ sở hiện nay thôi. Thế nếu mà cái cơ sở của Học viện Quân y thì người ta có nhân lực rồi. Nhưng nếu cái tỉnh mà đang làm thêm cái khu mà 600 giường bệnh, cái khu đấy là sẽ phải hoàn toàn có nhân lực mới. Thì cái chỗ đó cũng sẽ thiếu về nhân lực. Tham gia đoàn chuyên gia y tế hỗ trợ Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhận định, chủng virus tại Ấn Độ lần này có những biểu hiện rất phức tạp và nguy hiểm. Vì vậy, cần thực hiện nghiêm các quy trình phòng dịch, không được chủ quan. Tại tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện ổ dịch ngoài cộng đồng với nguồn lây từ khu công nghiệp và từ Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh. Vì thế, cần tổ chức tuyên truyền cho người dân tự phòng chống dịch tại gia đình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cách ly, giãn cách. Phải giám sát thật mạnh ở trong cộng đồng, giống như anh Dương nói, đặt ai trường hợp nào bây giờ phải chiến đấu ngay, khoanh ngay lại để hạn chế đến mức thấp nhất nó lây lan ra cộng đồng để tạo ra cái ổ dịch to. Thì hiện nay Bắc Giang đang làm cái chuyện đó, và cũng có một cái được cái thuận lợi là ở Việt Yên rồi một số các cái huyện mà nóng bỏng thì hiện nay cũng đã cơ bản là đang khoanh và đang thực hiện chỉ thị 16. Thế cho nên là nếu nó có thì cái khả năng mà giao lưu tiếp xúc để lây lan rộng thì nó cũng đã được hạn chế rất nhiều. Cùng với diễn biến của Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cũng đã báo cáo nhanh về diễn biến dịch. Trong đó đáng chú ý là đến thời điểm này, tình hình dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản kiểm soát. Bên cạnh đó đã rà soát tất cả các khu cách ly, thực hiện nghiêm việc giãn cách đảm bảo không lây nhiễm chéo. Tập trung kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kể cả đình chỉ sản xuất. Và trong suốt những ngày hôm qua thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, và những cái trường hợp nào mà phát hiện ra mà có vấn đề chưa đầy đủ những cái điều kiện trong công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng yêu cầu là đình chỉ. Xác định thời điểm này tại Bắc Giang và Bắc Ninh đang là điểm nóng của đợt dịch lần này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Bắc Ninh và Bắc Giang là hai địa phương có khu công nghiệp tập trung đông công nhân, trong khi năng lực xét nghiệm của các địa phương còn hạn chế. Vì thế, cần thí điểm triển khai thực hiện tự lấy mẫu test nhanh, có giám sát và thí điểm cách ly tại nhà. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, thì tôi đề nghị như Bắc Giang, thì các đồng chí đã làm, tức là chuẩn bị các cái khu cách ly, mà những khu cách ly này có cái sự giám sát của camera, của các công cụ công nghệ thông tin mà Bộ Thông tin Truyền thông đang hỗ trợ, thì chúng ta sẵn sàng để trong trường hợp
mà người bị nhiễm nhiều quá thì chúng ta cũng có thể thu dung những người bị nhiễm mà khỏe mạnh, chưa có triệu chứng để theo dõi ở đây và luôn luôn sẵn sàng lúc nào mà có triệu chứng thì chuyển đến bệnh viện. Còn đối với Bắc Ninh thì tôi cũng đề nghị các ông chí mạnh dạn khảo sát để thí điểm. Khi mà như ở Thuận Thành hay là ở đâu đó mà có nhiều người bị nhiễm và nhiều F1 quá, mà các khu cách ly tập trung, trường hợp mà nhiều quá chúng ta không thể có đủ cách ly tập trung được, thì nghiên cứu khảo sát đầu tiên làm quy mô nhỏ là cho cách ly tại nhà, có kết hợp giám sát công nghệ và kêu gọi cái sự giám sát và cũng là giúp đỡ của những người ở xung quanh, ở lân cận. Thì chúng ta phải sáng tạo. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bắc Ninh cần thực hiện ngay việc khai báo y tế bắt buộc với tất cả các địa phương vùng giãn cách xã hội. Nếu có thể, nên triển khai trên toàn tỉnh. Có như vậy mới thực sự kiểm soát được tình hình. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phấn đấu giữ mặt trận tại các khu công nghiệp, khoanh vùng ngăn chặn dịch lây lan. Thưa quý vị, ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phong tỏa nhiều địa điểm vì liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Đây là các ca bệnh sống trong khu vực chợ, dân cư đông đúc nên đang được lực lượng chức năng truy vết, khoanh vùng khẩn trương. Đáng chú ý, ca bệnh mới đã di chuyển đến các bệnh viện trước khi phát hiện dương tính. Mùng sáng ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra thông báo là thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một ca là dương tính với COVID-19. Ở ngay tại nhà của bệnh nhân là số 285 đường Nguyễn Đình Chiểu, thì khu vực này là chợ, hàng ngày bệnh nhân thì tiếp xúc với rất là nhiều người vì bệnh nhân bán quán ăn. Vì vậy mà lực lượng chức năng đang cố gắng khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm cho các cư dân ở đây. Khoảng 7 giờ sáng nay, con hẻm số 285 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa với 71 hộ dân. Bệnh nhân là một phụ nữ 63 tuổi, dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Medic Hòa Hảo và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1, nhà ở của bệnh nhân và Bệnh viện Medic Hòa Hảo được khoanh vùng khẩn cấp. Bệnh viện này cũng được yêu cầu ngừng nhận bệnh, lấy mẫu xét nghiệm người liên quan. Thì hiện tại thì về tình hình này thì đang tiến hành lấy, cơ bản thì cũng gần xong. Còn các cái công tác khác thì địa phương cũng như quận rồi cũng đã đang tính các cái phương án để hỗ trợ trong cái thời gian cách ly khi chờ kết quả chính thức. Nói chung là ai, nó nói là ai tiếp xúc với ăn uống cá thì trong vòng 4 ngày thì đi tự đi ra mà xét nghiệm. Cũng trong sáng nay, người dân trong con hẻm mà bệnh nhân cư ngụ đều được lấy mẫu xét nghiệm. Qua đó, tiếp tục ghi nhận 2 ca dương tính là con của bệnh nhân này, tất cả được cách ly, điều trị theo quy định. Ngay trong chiều ngày 20 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến các ca lây nhiễm mới. Theo đó, ngành y tế tìm những người đến quán bánh canh cá lóc O Thanh, chi nhánh số 287-5 Nguyễn Đình Chiểu và số 289 Nguyễn Đình Chiểu quận 3 từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5. Điểm thứ hai là người đến khám tại Trung tâm Y khoa Medic số 254 Hòa Hảo, quận 10 trong khung giờ từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 19 tháng 5. Cần phải khai báo y tế để hướng dẫn xét nghiệm và cách ly phù hợp theo quy định. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, những ngày qua tỉnh Bắc Giang đã phải phong tỏa cách ly y tế nhiều khu vực có nguy cơ cao. Đáng chú ý, Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động của 4 khu công nghiệp để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân. Với số lượng công nhân cách ly lên đến hàng trăm nghìn người, để đảm bảo đời sống sinh hoạt hàng ngày cho công nhân, tỉnh Bắc Giang đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ. Đây là khu ký túc xá của công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Hồng thuộc Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải, khu công nghiệp Đình Chám, huyện Việt Yên. Hơn 1.500 công nhân đang trọ tại đây đã phải thực hiện cách ly y tế từ ngày 18 tháng 5 để phòng chống dịch bệnh. Ngoài số công nhân đang cách ly tại khu ký túc xá, công ty này còn có gần 1.000 công nhân thực hiện cách ly trong các phân xưởng sản xuất. Người lao động của công ty vẫn được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và các chế độ phúc lợi khác. Cấp trên cho nghỉ phòng chống dịch, được nghỉ ăn một ngày 3 bữa, sáng, trưa, tối. Còn sinh hoạt hàng ngày thì nước ấm, nước uống, lọc máy sạch, nước ấm dùng tắm, rửa vệ sinh hàng ngày, thoải mái dùng.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ ngày 18 tháng 5 vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp là Quang Châu, Vân Trung, Đình Chám và Song Khê, Nội Hoàng. Đồng thời yêu cầu hơn 160.000 công nhân tại đây thực hiện cách ly y tế tại nơi sản xuất, nơi ở hoặc nơi cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm. Trong suốt thời gian cách ly, các cấp công đoàn địa phương luôn phối hợp cùng các doanh nghiệp nắm tình hình đời sống công nhân để kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ. Công đoàn khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các ban của liên tỉnh xuống trao là 5 tấn gạo cho thôn Núi Hiểu có nhiều nhà trọ. Với hiện nay là qua tổng hợp báo cáo là có trên 5.000 người lao động trọ tại thôn Núi Hiểu. Và đặc biệt nữa thì qua cái buổi trực tuyến đối với tổng liên đoàn với các ngành địa phương, thì ngày hôm nay là tổng liên đoàn lao động Việt Nam có quyết định là hỗ trợ cho công nhân lao động mắc bệnh COVID là F0 thì tối đa là 3 triệu đồng và đối tượng là cách ly tập trung tại nơi cách ly tập trung là tối đa là 1 triệu rưỡi và những người phải cách ly giãn cách xã hội và không có xe đưa đón thì và cách ly tại nhà thì hỗ trợ tối đa là 500.000 đồng cho một người. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau khi chống dịch, các ngành, các cấp của tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực quan tâm chăm lo đời sống cho những người cách ly. Việc cách ly được thực hiện hiệu quả đúng quy định cũng sẽ góp phần giúp địa phương nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho rằng một số trường hợp người dân ở trong vùng dịch không được đưa đến nơi cách ly tập trung kịp thời. Một số trường hợp thiếu lương thực thực phẩm phải nhịn ăn trong một vài ngày. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lê Ánh Dương cho biết, thông tin trên mạng xã hội về chuyện không được hỗ trợ trong vùng dịch là thất thiệt, đi ngược với chủ trương chống dịch của tỉnh. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ phê duyệt việc thành lập quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 để huy động các nguồn tài trợ và đóng góp bên cạnh ngân sách nhà nước. Với dự kiến mua 150 triệu liều vaccine cho khoảng 75 triệu người của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ước cần khoảng 25.200 tỷ đồng. Trong đó thì 21.000 tỷ là chi phí vaccine, còn lại là vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng. Để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng. Ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức rơi vào khoảng 9.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài, nhu cầu vaccine hàng năm tăng cao, kinh phí lại lớn. Nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước sẽ khó đáp ứng. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị thành lập quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ hỗ trợ của các tổ chức cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác. Hoạt động tài chính của quỹ sẽ chịu thanh kiểm tra, kiểm toán của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước. Hiện tại, cả nước đã có 977.000 người được tiêm vaccine COVID-19, tỷ lệ dưới 1% dân số. Thưa quý vị, xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng đại, ngày hội lớn của toàn dân, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các bước, quy trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đảm bảo đúng quy định và tiến độ. Sáng nay, thị xã Từ Sơn đã thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã. Về thị xã Từ Sơn những ngày này, cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích về bầu cử được trang trí khắp các tuyến phố chính. Tại tổ bầu cử số 3, những công việc cuối chuẩn bị cho ngày bầu cử đang khẩn trương hoàn thành. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch COVID-19 được các tổ bầu cử chuẩn bị đầy đủ từ nước sát khuẩn tay, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, khử khuẩn tại nơi bỏ phiếu hay đến việc phân chia các bản hướng dẫn. Thì chúng tôi cũng đã tiến hành phun khử khuẩn tất cả 8 khu vực bỏ phiếu. Thế và khi bầu cử thì chúng tôi đang phát cho từng cử tri tờ khai y tế để khi cử tri đi bầu cử thì sẽ tiến hành nộp tờ khai. Thế và đối với khu vực bỏ phiếu thì chúng tôi bố trí nhân viên y tế đo thân nhiệt. Thế và cử lực lượng hỗ trợ lực lượng y tế nếu phát hiện có trường hợp thân nhiệt bất thường thì chúng tôi sẽ xử lý theo cái quy định về hướng dẫn của ngành y tế. Đến nay, thị xã Từ Sơn đã hoàn thiện mọi công việc liên quan đến công tác bầu cử, đảm bảo thực hiện dân chủ, đúng luật. Nhiệm kỳ 2021-2026,
thị xã được bầu 35 trên 59 đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, 259 trên 434 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Toàn thị xã đã phân chia thành 103 khu vực bỏ phiếu bầu cử. Tính đến nay, toàn thị xã có trên 100.000 cử tri. Thế thì từ nay đến khi ngày bầu cử thì một số trường hợp công dân mà thuộc diện F1 thì vẫn tập trung tại khu cách ly tập trung. Thế cho nên là khi mà thực hiện cái cuộc bầu cử đấy thì chúng tôi phải triển khai các biện pháp phát sinh, như là chúng tôi sẽ chuyển danh sách bầu cử của các cái cử tri này từ nơi đăng ký thường trú đến cái nơi mà đang cách ly để thực hiện cái cuộc bầu cử tại khu cách ly, và sử dụng các cái nghiệp vụ liên quan đến chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử Quốc hội đã chỉ đạo cho chúng tôi để thực hiện cái công tác bầu cử. Nếu tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ căn cứ chỉ đạo của tỉnh thì có thể là sẽ phải có những cái buổi gọi như tổng duyệt về cái chương trình bầu cử, làm sao đó vừa triển khai tốt cái công tác bầu cử nhưng mà phải đảm bảo cái an toàn cho cử tri trong cái điều kiện dịch bệnh như hiện nay. Đồng thời, thị xã tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh trật tự, ra soát, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất của các điểm bầu cử, phương tiện cho cuộc bầu cử, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện ở các phường để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Hội đồng bầu cử quốc gia có văn bản đồng ý đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc được bầu cử sớm một ngày, tức là vào ngày 22 tháng 5 tại một số địa phương so với ngày bầu cử toàn quốc, đó là thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình. Với sự chuẩn bị kỹ về công tác bầu cử cũng như phòng chống dịch thì thị xã Từ Sơn hoàn toàn đáp ứng được phương án bầu cử sớm tại một số địa phương trên địa bàn. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay 20 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Lê Thị Liễu và 7 đồng phạm đã phù phép cho những doanh nhân dởm tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng đoàn Chủ tịch Quốc hội đi Hàn Quốc rồi trốn ở lại đây. Các bị cáo này bị xét xử về các tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo cáo trạng, đầu tháng 8 năm 2018, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội thăm làm việc tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát thư mời và biểu mẫu để các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia. Theo quy định của ban tổ chức, đối tượng tham gia là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư, thương mại. Sau khi kết thúc lịch trình công tác, có 9 người đã trốn lại Hàn Quốc không cùng đoàn về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã làm rõ có 6 người được Lê Thị Liễu, giám đốc công ty cổ phần GVA, Trần Thị Tuyết, nguyên cán bộ tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và đồng phạm tổ chức môi giới trốn đi Hàn Quốc. Quá trình điều tra làm rõ, sau khi tiếp nhận thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liễu đã chỉ đạo nhân viên làm thủ tục hồ sơ đăng ký cho Liễu và khách tham gia đoàn doanh nghiệp đi Hàn Quốc. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Liễu hướng dẫn khách mặc trang phục lịch sự, học thuộc thông tin liên quan đến công ty mà họ đứng tên giám đốc. Cơ quan điều tra kết luận, Lê Thị Liễu thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích vụ lợi, số tiền thu lời bất chính là hơn 700 triệu đồng. Ngoài ra, Trần Thị Tuyết, nhân viên tạp chí Kinh tế và Dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bị cáo buộc tổ chức cho hai người là Ngô Khánh Hoàng, Phạm Văn Đức tham gia đoàn doanh nghiệp xuất cảnh đi Hàn Quốc, sau đó trốn ở lại, phạm tội nhằm mục đích vụ lợi, thu lợi bất chính 48 triệu đồng. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Liễu 7 đến 8 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cùng tội danh, bị cáo Trần Thị Tuyết bị đề nghị tuyên phạt 30 đến 36 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt từ 18 tháng tù treo đến 4 năm tù giam.